Hey yo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là David. Và trước khi bắt đầu với video ngày hôm nay thì như các bạn cũng đã biết, chỉ còn một vài ngày nữa sẽ tới dịp lễ Giáng sinh. Thì qua đây mình cũng muốn gửi lời chúc tới các bạn có một mùa Giáng sinh thật là ấm áp, an lành, nhiều niềm vui bên gia đình, người thân và bạn bè. Thì Merry Christmas. Quay trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay, thì nếu như các bạn đã xem tựa đề của video thì cũng đã biết ngày hôm nay mình sẽ làm review về đôi giày gì. Và cách đây cũng khoảng gần một năm, cũng vào một dịp lễ đó là Valentine, thì Soulskliver cùng với Nike SB đã rất thành công khi cho ra mắt đôi giày Nike SB Dunlop Strange Love. Và đến dịp lễ Giáng sinh năm nay thì Soulskliver đã comeback cực mạnh cùng với đôi giày Nike SB Dunlop Holiday Special. Và một lần nữa, nếu như các bạn chưa biết thì Soulskliver là một nhà thiết kế đồ họa và cũng là người đứng đầu Strange Love Skateboard. Bên cạnh đó thì ông cũng có một niềm đam mê rất là lớn với bộ môn trượt ván, và phải công nhận một điều là những chiếc ván được thiết kế dưới tay ông thì đều rất là đẹp. Và ngày phát hành của đôi giày này là ngày 19 tháng 12 thì mình đã sở hữu được đôi giày trước ngày nó release. Lý do là vì cái người bán lại cho mình đôi giày này, cái nhân phẩm họ rất là tốt. Họ đã được Nike gửi một cái đường link giống như là truy cập độc quyền để có thể mua được đôi giày này mà không cần phải qua Gapple. May mắn hơn là cái người bán lại cho mình họ ở sát nhà mình luôn và cũng đã để lại cho mình một cái giá khá là tốt. Thế nên là mình rất là vui khi mà mua được đôi giày này, bởi vì mình rất là thích và mê chữ E kéo dài, cái phối màu này. Mặc dù lúc đó chưa tới ngày nó release nhưng mà mình vẫn mua, bởi vì mình biết là ở trên Sneaker App thì cái nhân phẩm của mình nó không có được cao. Thế nên là... Đặc biệt là ở phiên bản này, nó được sản xuất full size từ người lớn cho tới trẻ nhỏ, với giá bán ra lần lượt là 110 đô cho size lớn, 90 đô cho size vừa và 75 đô cho size nhỏ nhất. Và đây là chiếc hộp của đôi giày. Thì ở đôi giày này mình không có rõ là nó có phiên bản special box được bán ra giống với đôi Strange Love hay là không. Và mình có xem được một bài post ở trên trang Instagram của Soulskliver thì mình thấy ông đã đăng một bức hình cùng với một chiếc hộp được làm khá là đẹp. Theo như mình tìm hiểu thì hình như chiếc hộp đó là phiên bản Friend and Family và nó sẽ không có được bán ra, nếu như mình không nhầm là vậy. Quay trở lại với chiếc hộp thì ở đây chúng ta có một chiếc hộp khá là nhiều màu với logo Nike SB ở giữa. Phía bên hông này thì cũng có một logo Nike SB nhỏ nhỏ ở đây. Và ở phần label của chiếc hộp thì nó sẽ được ghi Nike SB Dunlop Pro QS với phối màu White Metallic Gold. Và ở phía dưới là size cũng như là thông số của đôi giày. Thì ở đây các bạn có thể thấy không nổi bật và đầy màu sắc như ở phiên bản Strange Love trước kia, thì ở lần này Soulskliver đã đem đến cho chúng ta một phối màu nhẹ nhàng hơn, hài hòa hơn và rất là phù hợp với không khí trong dịp lễ Giáng sinh. Lấy màu xanh baby blue làm chủ đạo, kết hợp với màu trắng cùng với hai dấu Nike Suede Metallic màu gold nổi bật. Và với cái phối màu này thì nó lại làm mình một lần nữa fall in love từ ánh nhìn đầu tiên. Mê quá rồi. Và có một cái chi tiết mà mình cực thích ở trên những đôi giày mà Soulskliver làm ra, đó là hai miếng lót giày. Bởi vì nó không chỉ đơn thuần là hai miếng lót giày bình thường, mà ở đây nó đã được Soulskliver thiết kế rất là bắt mắt với những họa tiết vô cùng độc đáo. Thì trên đôi giày này, ở chiếc lót bên trái thì chúng ta sẽ có giống như là một bức tranh cùng với ba chú lùn đang chuẩn bị những món đồ chơi cho dịp lễ Giáng sinh. Chiếc bên phải thì có rất là nhiều hình bông tuyết được trải khắp miếng lót giày, và phía dưới cùng thì có tên của ông Soulskliver và logo Nike SB. Và mặt sau của cả hai miếng lót giày ở phần gót sẽ có một miếng e nhỏ ở đây. Bên cạnh thiết kế bắt mắt ở phần lót giày thì sang đến phần outsole cũng được làm rất là đẹp. Thì ở đây chúng ta sẽ có một quả đế màu xanh rất là bling bling với rất là nhiều kim tuyến màu vàng và màu trắng được rải khắp phần đế giày. Và mình để ý là tất cả những cái chi tiết được đặt ở trên đôi giày này nó rất là giống với những cái đồ trang trí ở trên cây thông Noel đấy các bạn. Từ dây giày, màu sắc rồi họa tiết bling bling. Nếu như thay màu xanh baby blue này thành màu xanh của cây thông Noel thì nó y chang luôn. Quay trở lại với phần upper của đôi giày thì chất liệu chính ở trên đôi giày này là da và da lộn. Kết hợp với lớp vải nhung được làm ở phần insole thì nó sẽ rất là êm khi mà mình mang vào. Sang đến phần gót thì nó được layer thêm với một miếng da nhỏ màu xám. Và phía trên thì chúng ta có một logo Nike màu gold. Và để tăng thêm điểm nhấn cho đôi giày thì ở phần viền của đế giày được khâu với một hàng chỉ màu vàng, rất là đẹp và nổi bật. Và ở phía trên phần lưỡi gà thì chúng ta sẽ có một logo Nike SB. Và ở phía dưới thì là dòng chữ Cliver. Và vì đây là một đôi giày được dùng để trượt ván, thế nên là cái lưỡi gà này nó sẽ được thiết kế khá là dày. Và ở mặt trong thì nó còn được khâu thêm bởi
hai cái miếng vải co giãn ở đây này các bạn, để nó ôm chân hơn lúc mà mình di chuyển. Và có một cái chi tiết cũng đã được Soundflyver thay đổi ở trên đôi giày này, đó là phần mũi giày ở đây này các bạn, ngay cái mấy cái chỗ lỗ thông hơi ở đây này. Thì khác với những đôi giày khác thì ở trên đôi giày này ông đã làm thành hình một bông tuyết đó, rất là đẹp luôn. Đây, hình bông tuyết ngay đây luôn này các bạn. Nói chung nhìn cái đôi giày này là thấy không khí của Noel rồi đó. Và đi kèm với đôi giày thì ngoài cặp dây màu xám được xỏ sẵn ở trên đôi giày này ra thì chúng ta sẽ có thêm hai cặp dây, một cặp màu trắng và một cặp là màu gold. Và cái chất liệu ở trên hai cặp dây màu gold và màu xám này thì nó sẽ được làm hơi khác một chút, là nó kiểu dạng sợi metallic, là kiểu sợi dây kim loại ấy các bạn. Còn ở cái cặp dây màu trắng này thì sẽ là dây bình thường. Và khi mà mình xỏ cái cặp màu xám và cặp vào gold này vào thì đôi giày nó sẽ trở nên bling bling hơn. Và đầu mỗi cặp dây thì đều có dòng chữ tên của ông Soundflyver, và đôi giày này mình mang là Tuesday. Hiện tại thì cái giá resale của đôi giày này nó cũng khá là cao. Cái đôi Strange Love này trước kia mình mua size của mình cách đây khoảng gần 1 năm thì là 500 euro, mình nhớ không nhầm là vậy. Mà bây giờ thì nó đã tăng lên gần gấp đôi rồi. Còn cái đôi này hiện tại size nam thì nó chỉ dao động từ 5 đến 600 euro gì đó thôi. Và đặc biệt thì size nữ của cả hai đôi này thì nó chua lắm. Ok, và đó là tất cả những gì của đôi giày này mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Về phía mình thì mình rất là thích cái phối màu này, một phối màu rất là đẹp và phù hợp trong dịp lễ Giáng sinh này. Và một lần nữa thì mình đánh giá cao Soundflyver đã rất để ý đến từng chi tiết cũng như là thiết kế ở trên những cái đôi giày mà ông làm ra. Nói chung là 10 điểm. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy phiên bản Strange Love hay là phiên bản Holiday Special này, cái nào đẹp hơn thì hãy để lại cảm nhận của các bạn ở phía dưới phần bình luận cho mình biết. Còn về phía mình thì mình thích cả hai rồi đó. Và chắc là mình sẽ kết thúc cái video của mình ở đây. Thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới cuối, và hy vọng các bạn enjoy cái video này. Nếu như thấy hay thì đừng quên like and subscribe kênh của mình để mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video mới nhé. Và một lần nữa thì chúc các bạn có một mùa Giáng sinh thật là ấm áp bên gia đình, người thân và bạn bè. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.